Thử thách ăn theo icon phần 1 để xem hôm nay chúng ta ăn gì nhá. Ui, bia, con mắt, pizza, pizza. Ok, quá là đơn giản luôn. Đầu tiên, bia đúng không? Ta, tôi có một cốc bia, nhưng mà không phải là bia thật, mà là kẹo bia. Hãy cùng bóc ra nhá. Nhìn thì cũng giống cốc bia đấy các bạn nhở. Đây, cái quai cầm này, ở trên này là bọt đấy. Bây giờ chúng ta cùng bóc xem kẹo bia là như nào nhá. 1, 2, 3, yo! Đùa thôi. Đây là kẹo bia mà. Mở ra nhé. Wow, các bạn ơi nhìn này. Ở trong này có những thanh kẹo. Ngửi thì tớ thấy rất là thơm này. Không biết ăn sẽ như thế nào nhở. Mời tất cả các bạn nhé. Ở bên ngoài thì chúng ta sẽ không ăn được, và chúng ta sẽ chỉ ăn được cái kẹo ở phần bên trong thôi. Nhưng mà tớ thấy rất là thơm này. Mịn, ngọt nữa. Và để ăn được hết cái cốc kẹo bia này thì chúng ta cũng phải tốn thời gian đấy. Nhưng mà tóm lại là ngon. Tiếp đến là hai con mắt ư? Tớ đã chuẩn bị hai kẹo con mắt và hai màu khác nhau đây nè. Các bạn ơi, nhìn có giống thật không? Tớ thì tớ nhìn thấy giống thật đấy. Ui nè, nếu mà mắt lộn. Here we go. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé. Ăn kẹo màu đỏ trước đi. Đây, cận cạnh của kẹo con mắt nè các bạn ơi. Nhìn ghê nhở. Nhưng mà ghê gì thì cũng phải vào bụng hết thôi. Ố, tại sao vậy nè? Wow, tất cả chỉ là sự ngụy biện thôi hả? Nhưng mà các bạn nhìn này, dẻo chưa? Đấy. Đây các bạn ơi, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi. Ở trong này trắng tinh luôn. Mời các bạn nhé, tôi sẽ thử. Dẻo quá. Wow, các bạn ơi nhìn này, ở bên trong có một lớp siro. Siro dâu các bạn ạ, chua, ngọt ngọt, cực kỳ ngon luôn. Tiếp đến là màu xanh. Màu xanh cũng tương tự màu đỏ các bạn ạ. Tiếp theo, tớ có một chiếc dép. Tất nhiên là dép này thì sẽ không đi được rồi. Đây, bé tí thế này, hai ngón tay của tớ cũng không thể nào mà đi vừa được. Đây là dép tông này, tông Lào luôn. Có bạn nào thường đi tông Lào không thì nhớ comment ở bên dưới nhá. Bây giờ tớ sẽ bóc ra để xem là kẹo ở bên trong ăn như thế nào. Các bạn ơi, nhìn này. Đây. Ta-da, ở trong này có rất là nhiều kẹo kim tuyến lấp lánh luôn. Kẹo này thì không quá xa lạ nữa rồi đúng không? Bây giờ tớ sẽ thử màu xanh đi. Đây. Ha, các bạn ơi nhìn này, ở trong là một viên kẹo màu xanh. Kẹo này là kẹo hơi mềm. Cũng được. Và cuối cùng là pizza. Tên tên các bạn ơi, các bạn có thể nhìn thấy là ở đây chúng ta có một chiếc pizza rất là giống như là pizza thật luôn đúng không? Bây giờ bóc nhá. Tên tên pizza của chúng ta cũng full topping luôn các bạn ơi. Đây, chắc là đây là rau này, thịt bò này, rồi là xúc xích này, cà rốt, cà chua này. Đấy, để xem nào. Kéo ra một cái nhá. Chiếc pizza của chúng ta rất là dã luôn. Đấy. Đây, mời tất cả các bạn một miếng pizza nha. Đây là kẹo dẻo với các bạn ạ. Nếu mà bạn nào không ăn được hết một cái pizza ở ngoài hàng thì có thể mua pizza này về ăn. Các bạn có thể ăn được mấy cái liền một lúc luôn. Các bạn có thể gọi đây là pizza tí hon bởi vì nó rất là bé luôn, bằng tay của tớ. Vậy là vừa rồi tớ đã ăn một số loại kẹo rồi. Các bạn đã ăn những loại kẹo đấy chưa? Ở video sau thì các bạn muốn tớ ăn theo icon nào nữa thì nhớ comment ở bên dưới nhé. Nhớ like, share và subscribe cho Hàng Nhẹ Official nha. Bây giờ thì bye bye.